thì hưu rồi, và qua nữa là mấy chục năm làm công tác giáo dục thì tôi rất là trăn trở đến các cái vấn đề học tập đào tạo ở cái bậc đại học, tức là sau cái trung học phổ thông, thì tôi rất trăn trở nhiều. Và cái tự nhiên cái sự trăn trở đó thì chúng tôi đã gặp được cái công tập đoàn Vicky là một cái tập đoàn chuyên về giáo dục dạy nghề quốc tế. Thì với cái tập đoàn này thì có rất là nhiều cái chương trình du học nghề để cho các bạn lựa chọn, và tôi là cái người được phân công phụ trách cái việc tư vấn cho các bạn tại cái trường này. Mọi cái vấn đề mà có nhu cầu thì các bạn có thể thông qua thầy cô hoặc là điện thoại trực tiếp để tôi tư vấn cho các bạn. Thì sắp tới chúng ta sẽ có một buổi giao lưu, tôi đã bàn với thầy cô trong nhà trường rồi đó. Thì chúng ta sẽ gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn. Còn hôm nay